Stand by to go live. On my mark. 3, 2, 1. Thì mừng em đã quay lại với kênh Thanh Đồ Đề Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu đến em dàn đồ điện Modern SV5 DV. Dàn này đọc được DVD anh em ha. Có ngõ xuất hình lên TV, thiết bị trình chiếu rất là rõ luôn. Dàn hoàn đọc hoàn hảo với chức năng DVD, đọc được CD vân vân. Và MD đọc tốt luôn. Có FM full tần số bắt rõ nét đầy Việt. Có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth nghe nhạc từ điện thoại máy tính anh em ha. Ngõ live ha. Chỉnh được bass chép trên máy luôn. Mình có chức năng là chức năng DVD ha. Nghe nhạc từ xem phim từ cái đĩa phim nhiệm vụ bắt cá thi ha. Có xuất hình âm thanh này nó vòm công nghệ rất là nhiều ha. Ngoài hình dạng này còn rất là đẹp, mặt bóng loáng luôn và lo màu gỗ thì rất là sang, góc cạnh còn rất là đẹp ha. Mình chỉ có tài sơ thì mình có hình ảnh rõ cho anh em xem trong Zalo ha. Rồi mình test qua chức năng MD nha anh em. Mình đây mình sẵn đây rồi. Rồi mình lấy đĩa DVD ra nha. Cái màn hình này là mình để test máy nha, không phải là kèm trong máy đâu. Số anh em hay hỏi cái này. Để mình quay cho trực quan thôi. MD đọc rất là nhanh anh em ha. Cái âm Bioner thì không cần bàn cãi nhiều. Quá hay luôn rồi. Xuống cái độ tone ha, rồi enter nè, đây là bass ha, enter luôn, rồi mình tăng lên, mua bass nhiều rồi tăng lên, enter nó lưu lại, thì muốn chép thì phải trở lại ban đầu, rồi nút tone lại, rồi bấm xuống để chọn qua chép, nó khá là nhiều bước ha, rất là dễ sử dụng thôi, trông cực kỳ sắc sảo ha, rồi mình ốp và kia thì rất là đẹp luôn, có lưới sắt bọc cái loa trép lại, cái ca ha. Đây, nó có cấn nhẹ nhẹ góc này ha, không ảnh hưởng gì nhiều. Đúng model xe vàng ha, SV505. Loa màu này trưng bày lên tủ rất là đẹp rồi đó ha. Nhà cũng có sang vừa để vừa bằng làm việc hoặc là phòng ngủ rất là tiện lợi luôn. Cấn nhẹ nha. Lô này mình có hai bộ giống vậy luôn anh em, hai bộ tương tự nhau, hoạt động cũng như hoàn hảo nha. Anh em còn mua thì cứ liên hệ mình sớm để chốt nha. Rồi mình tới chức năng FM. Tùy cái anten thì vị trí mình bắt cũng đỏ không mẹ, có một cái tha thiết kính mình bắt FM cũng hơi rời rạc ra. Và mình dò tần số bên dưới này, nút lên và nút xuống này. Thì toàn bộ cái ekip phẫu thuật. Rồi tới một chức năng live nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth qua ngõ 3.5. Mình mở nhạc bên YouTube phát qua. Không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chiến mình một chiều dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con. Chức năng DVD thì đọc được đa số các hình dạng đĩa luôn, MP4 hoặc là MP3 vân vân ha, rất là tiện lợi. CD đọc rất là tốt luôn anh em ha. Rồi mình đã xong dàn đồng địa Bioner cao cấp Modern SV505DV. Dàn còn rất là đẹp, trưng bày sưu tầm rất là phù hợp luôn. Hoàn hảo chức năng DVD, CD, MD, FM và online nghe nhạc điện thoại máy tính là gắn Bluetooth luôn. Dàn chỉnh được bass chép trên máy luôn. Rất là sang ha. Anh em mua với lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em cái kênh nhấn thông báo bên phải video hoặc nhấn chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.